Đó, được rồi này. Gõ này, tiếng này, Việt. Cho máy sạch tay. Đó. Cái con này con bản nội địa của Trung Quốc, chính vì vậy nó không có bàn phím tiếng Việt. Và cái video này mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt cái bàn phím để có thể gõ được tiếng Việt có dấu rồi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vào Vạch của mình. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt gõ tiếng Việt cho chiếc điện thoại Oppo A91 này nhá. Đây các bạn để ý, đây là con Oppo A91 này. Đó, mình đã vào cái phần giới thiệu điện thoại. Bây giờ mình sẽ thử vào tin nhắn để mình gõ cho các bạn coi nhá. Tạo tin nhắn mới này. Đó, các bạn để ý thì ở đây nó chỉ có cái bàn phím tiếng Anh này, hoặc là bàn phím tiếng Trung nhá. Chúng ta không thể nào viết được tiếng Việt. Các bạn sẽ làm theo mình nhé. Các bạn sẽ vào CH Play cho mình này. Sau đó là các bạn sẽ gõ cho mình cái ứng dụng là Na Bàn Key này. Đó thì các bạn phải tiến hành cài đặt cái Na Bàn Key nhé. Ở đây thì mình cũng đã cài đặt cái Na Bàn Key rồi này. Đó. Giờ mình sẽ mở lên này. Ở cái màn hình này thì các bạn phải chọn cho mình là sử dụng ngay này. Đó, chọn sử dụng ngay nhé. Tiếp đó là ở cái quản lý bàn phím này thì các bạn phải bật cho mình cái bàn phím La Bàn Key lên cho mình nhé. Rồi các bạn sẽ chọn kích hoạt này. Rồi các bạn sẽ back trở lại cho mình này. Và các bạn tìm đến cái ứng dụng La Bàn Key, chúng ta sẽ bật lại nhé. Đó, và nó hiện lên cái bàn, nó hiện lên cái màn hình là bàn phím mặc định. Thì các bạn sẽ chọn cho mình là La Bàn Key nhé. Đó, ở cái màn hình này thì các bạn cũng không có gì quan trọng nhé. Thì mình sẽ thoát ra ngoài. Và bây giờ thì các bạn sẽ thử vào tin nhắn để gõ lại coi sao nhé. Đó, đây mình thử gõ. Đây này, các bạn để ý là cái Na Bàn Key đây. Đó, và mình sẽ thử gõ. Đó, được rồi này. Gõ này, tiếng này, Việt. Cho máy sạch tay. Đó. Cái con này con bản nội địa của Trung Quốc, chính vì vậy nó không có bàn phím tiếng Việt. Và cái video này mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt cái bàn phím để có thể gõ được tiếng Việt có dấu rồi. Và mình sẽ dừng cái video này tại đây nhé. Thì nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.